Ok, chúng ta tiếp tục đối thủ Argentina. Vâng, đồng hương của Messi. Có lẽ anh đã bỏ game. Vâng, đúng là bỏ game rồi. Vâng, đối thủ Indo. Hai bên đã đổi quân xong. Cũng nhập thành xa đấy. Đuổi cái này sao? Ui, kinh nhỉ, cao thủ Indo 1900 đánh như hack. Vâng, con này chết TC phải tính. Vâng, lũ đánh phế tượng cao thủ Indo, CTC đã mất 38 giây suy nghĩ cho nước này. Chúng ta thấy là hậu mình đã sẵn sàng để tiêu diệt quân tốt này. Mình lên đây thì hậu lại vào đây. Cứ luộc đã. Nguy hiểm thế. Vào vua. Vâng, anh đã phải chạy. Vâng, cao thủ Indo 1900 phế tượng như đúng rồi. Nào bây giờ thì xem chú em làm gì đây. Rồi, một trong hai xe chọn đi. Chịu thua thôi. Vâng, một đánh phế quân như con dao hai lưỡi. Nhưng mà thực ra ván này thì đen cũng phế nó hơi sớm. Những cái ván căng thẳng này CTC cũng phải nín thở. Làm việc thằng xe này đi.
Bây giờ đến thằng này. Đổi nốt hậu đi. Mình định cắm xuống đây nhưng mà thôi, chả cắm nữa. Đổi hậu cho chắc. Rồi. Cao thủ Hindu là mình. Căng thẳng đấy. Cờ đen bị đè kinh quá. Đúng rồi, bị đè 99% cái nước này. Review xem nào. À, không cho review. Khả năng lại có nước thiên tài cũng nên. Thôi, đây rồi. Mình có hai nước mistake. Thế rồi. Ok, chúng ta xem lại chút xem nào. Các nước đánh của CTC đều là những nước tốt. Úi giời, Blunder. Nước này mistake à? Cũng mistake. Đổi hậu. Nước về hậu đây của mình là để phòng thủ cho ô này. Rồi, lao mã lên tượng đuổi xe. Rồi, màn đầu khá đơn giản, 25 nước và CTC đã giành chiến thắng. Ok.